Xin chào các bạn. Hôm nay máy xúc sẽ múc nước để tắm cho các bạn nhá. Máy xúc đang xúc nước để tắm cho các bạn. Đầu tiên là tắm cho bạn. Tắm cho bạn chó sói nha. Chi bạn chó sói ơi, tắm nào. Ui mát không? Mát quá. Ui mát không? Mát quá, mát không? Chà, hôm nay trời nóng lực thế này mà được tắm này mát ghê ơi, thích quá. Múc nước lên để tắm. Múc để tắm nha. Nào, dựa đầu nào. Mát quá. Mặt quá nào. Nào dựa vào lưng. Mặt quá. Nên ôi thích ạ. Ui mát quá, mát quá. Nước đổ vào. Thật là tuyệt vời. Mát quá, bạn chó sói này. Thích quá. Nè, tắm cho bạn chó sói. Nhìn. Mát không bạn cho sói? Mát nhỉ? Mát quá. Mát quá thế này, gần đây. À, lại gần đây một tí này. Mát thế nào? Sạch rồi chứ nha. Đây được tắm vừa mát này vừa sạch nha, thích chưa? Thật tuyệt vời nha. Nay bạn máy xúc bạn tắm cho sói nha, thích không? Cảm ơn bạn máy xúc đi. Cảm ơn bạn máy xúc đã tắm cho tớ. Xin cảm ơn bạn. Không có gì. Chào tạm biệt bạn chó sói nha. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tôi nha. Chào tạm biệt.